Rồi thầy tại nhà xin chào các bạn. Sau khi thầy tiến tiến lùi lùi vừa trang điểm xong thì thầy cũng đã vào. Chúng ta bắt đầu nhé. Rồi, thầy ra thế Quốc Dũng, Gia Bảo, Bạn Hân, Bạn Huy, Khánh Việt. Mọi người đã vào đủ. Thầy xin chào Việt. Quốc Hoàng, Quân Lê và có cả anh Tùng là dự cùng nữa. Có cả Nguyên. Rồi, ok. Chào, mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Cái video bài giảng thầy up lên rồi nhưng mà nó đang pending hơi lâu, chắc là nó đang kiểm tra. Thầy xin chào Tùng. Bạn chờ thầy một giây để làm lại cái bản danh một chút. Như vậy thì ở buổi trước thầy trò mình đang làm quen với cái hệ thống chấm bài, và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay các bạn học sinh nộp bài nhiều ghê. Từ hôm qua đến giờ đã có 130 bài lượt bài nộp, các học sinh nộp cũng khá nhiều. Reset lại. Trong quá trình học thì bạn nào mà hôm nay cũng có bạn nhắn thầy là cái server không bật bởi vì thầy mang máy đi, hôm nay có một cái cuộc thi trên kênh YouTube thầy mới đăng video, có các bạn nữ sinh ở trường thầy có tiết mục văn nghệ, các bạn nhớ tham gia xem nhé. Các bạn nữ sinh rất xinh xắn mà đáng yêu. Xem video nhớ like, share, comment cật lực nhé. Rồi bây giờ ủa, bảng xếp hạng vẫn bị tràn à, các bạn chờ thầy để reset lại cái. Thầy xin chào Hoàng Ân. Bạn Ân bên lớp Python sang học cùng đợt này đang học ở C cộng cộng Ân nhé, nhảy sang học luôn nhé. Và sau khi thầy reset lại các cái bài hiện tại này, có Quân, có Hân làm hết bài 5 rồi. Rồi các bài phân điểm. Rồi có Việt, Việt đang nộp bài 1 BT1. Còn Tú nộp bài nào đây? Rồi. Bây giờ thì cho mình sẽ một cái video kia nó đang còn pending tận 80 phút nữa. Như vậy thì chúng ta đang đến được cái bài số 5. Vậy thì thầy cho mình sẽ tiếp tục với cái nội dung buổi học hôm nay. Ở buổi học trước thì cho mình đang thực hiện thao tác là làm quen với hệ thống chấm và bắt đầu viết một chương trình cơ bản bởi ngôn ngữ lập trình Python để giải quyết các bài toán tuần tự. Ở trong nhóm Zalo thầy đã gửi thêm một số bài tập. Đầu tiên thì có bạn nào có gặp khó khăn gì xin mời các bạn chia sẻ màn hình để thầy cho mình cùng hỗ trợ trước. Hôm nay cũng có bạn nhắn tin hỏi bảo tại sao em viết mà kết quả nó không cách nhau ra. Có bạn nào có khó khăn gì các em chia sẻ màn hình để thầy và các bạn xử lý luôn. Hôm trước ở trong nhóm một số bạn đã nộp bài tới bài 5. Vậy thì thầy gửi tiếp bài ở trong nhóm để chúng ta cùng làm.
Sau đó thầy chữa theo đúng tiến độ của bài làm. Thầy cho mình có. Rồi, ok anh. Bài 5 này. À, thầy gửi tiếp các bài tập ta có 2 buổi đầu tiên để giải quyết được hết các cái bài tập này. Tôi cần phải dùng. Trong lúc thầy giảng các cái bài tập cơ bản kia thì các bạn đang làm bài tới bài 5 rồi, các bạn tiếp tục làm từ bài 6 nhé. Ở cái chương 1 này thì chúng ta chúng ta có khoảng 2 hoặc 3 buổi để giải quyết bài tập ở chương 1. Chúng ta có khoảng 10 buổi để chúng ta sẽ học xong ngôn ngữ lập trình. Do đó các em hãy cố gắng dành thời gian tăng tốc học cùng thầy cho nó hiệu quả nhé. Dành thời gian khoảng 10 buổi để cho mình học xong ngôn ngữ lập trình. Vì đến sang còn khoảng 10 buổi nữa ta sẽ chỉ chủ yếu là lượt đề để học các cái giải thuật có tính chất vận dụng. Rồi, ok. Chờ thầy tí, thầy add vào trong nhóm này luôn. Bạn em là một trong những bạn rất tích cực học. Rồi, ok. Rồi, ta có 20 bài ở trong phần chương 1. Rồi, bây giờ sau sau cái buổi ngày hôm nay thì ta sẽ có những cái bài để kiểm tra số 1 ở trong nội dung chương 1. Ở buổi trước thì tới thời điểm này ta xem ở trên server thì có việc, còn các bạn còn lại nộp bài không biết thầy đã xóa quá tay hay là nó mất. Có Hân đang xong bài 5 rồi, bài 1 VT1 VT2, bài 1 lúa là hôm trước nộp rồi. Rồi Việt, có Huy chưa? Huy nộp bổ sung lại các bài nhé. Có Quân rồi, có Nguyên, các bạn cứ nộp bài mạnh dạn lên. Rồi có Hoàng Phúc, quên thêm ông Phúc vào trong này đấy. Có phải nick nào không nhỉ? Phúc vừa nhắn cho thầy con nick nào Phúc đấy nhé. Đúng rồi, mình Phúc cùng tên có một chữ Phúc này. Các bạn nào gặp khó khăn đâu thì các bạn chủ động chia sẻ màn hình để hỏi nhé, cướp cướp diễn đàn. Ừ. Rồi, ok. Ông Ân thầy đã thêm vài chưa nhỉ? Ừ, thầy cứ phải reset server bởi vì cái server
nó bảo cái gì là rồi ta tiếp tục nhé. Thì trước mình đã xong bài một BT3 rồi đúng không? Vâng, quay trở lại. Rồi, bây giờ thầy trò mình sẽ bắt đầu với bài số 1, bài tính khoảng cách. À, vừa nói ông Ân xong quên mất ông Ân luôn. Thầy thân thiết với Ân quá. Rồi, thầy trò mình tiếp tục nhé. Bây giờ ta quay trở lại với cái bài toán hôm nay. Bài toán hôm nay thì bài toán hình nhọc phẳng. Đây là một trong những bài toán cơ sở để giải quyết được các bài toán mới. Đề bài là cho một cái điểm A có tọa độ x1 y1, điểm B có tọa độ x2 y2. Bây giờ yêu cầu là chúng ta đi tìm khoảng cách giữa hai điểm A và B. Và như vậy thì dữ liệu vào từ tệp x1 y1, x2 y2. Với x1 y1, y2 y2 là kiểu làm giới hạn là 10 mũ 5. Với giới hạn 10 mũ 5 hay 10 mũ 9 thì ta vẫn chọn kiểu dữ liệu là IND nhé. Dữ liệu đưa ra khoảng cách. Và ở trong cái bài này thì các bạn biết rằng là công thức tính độ dài đề cát khoảng cách giữa hai điểm trong mặt phẳng thì nó tính bởi là bằng căn bậc 2 của là x2 trừ x1 cộng với y2 trừ y1. Vậy ở tiện ở đây thì thầy giới thiệu một số các cái hàm và thủ tục. Đây thầy giới thiệu luôn. Thầy giới thiệu một số hàm và thủ tục trong si vòng cầu. Ta có hàm đầu tiên là hàm FQRT của x. Hàm này sẽ trả về là căn bậc 2 của x. Đấy, căn bậc 2 của x. Ví dụ như để tính căn bậc 2 của cái biểu thức trên thì ta lấy x2 trừ y1 nhân x2 trừ y1 cộng y2 trừ y1 nhân y2 trừ y1. Đấy. Rồi đây là hàm thứ nhất là hàm căn bậc 2. Hàm này thì nó sẽ trả về kiểu dữ liệu
số thực. Cái hàm thứ hai thì cho mình tìm hiểu thêm ở trong phần này. Ta có hàm ABS của x, các bạn trở thành gì? Hàm ABS là hàm trị tuyệt đối. Tính trị tuyệt đối của x, trị tuyệt đối của x nó chính là cái thằng trị tuyệt đối của x như này. Rồi ta có các cái phép toán cơ số học về số thì ta có cộng, trừ, nhân, chia. Đây là chia số thực. Phép toán chia số nguyên. Rồi ta có phép toán chia số dư. Ta có thêm một số hàm nữa, ta có hàm chun c của x, hàm lấy phần nguyên với thế. Lấy ví dụ như là chun c của 3,9 thì nó sẽ có giá trị là bằng 3, chun c của 3,1 nó cũng bằng 3, 3,1 nó cũng bằng 3, chun c tức là nó chỉ lấy phần nguyên thôi. Chị đối với rồi sau này về ở đây để giới thiệu một số các cái hàm cơ bản. Đấy. Và ta hay thường sử dụng để viết xuống dòng thì ta thêm cái tham số N-line. Đây nhé, tham số N-line. Khi ví dụ như ta cell A chẳng hạn. Này, thì trên màn hình, ví dụ như thầy cho A bằng 5, B bằng 6. Thì thằng cell BA, BN-line, thì trên màn hình nó sẽ hiện ra là số 5 và số 6. Đấy. Ta viết trên cùng cùng một dòng thì ta sử dụng là hai dấu bé hơn, dấu mở ngoặc kép, cách mở ngoặc kép, nhớ nhé, ở giữa này nó có một dấu cách nhé. Đấy. Ví dụ như cùng với cái đoạn code trên, thầy cho a bằng 5, b bằng 6 thì thầy cao ra như này, a cách b cách, thì trên màn hình nó hiện ra a cách 5, 6. Đấy, nó ra được như trên. À, ok, thầy phải chụp lại chứ, không nhớ thế nào hết được. Thầy cảm ơn Việt. Đấy, thì ta dùng, khi nào trong quá trình dùng thì ta lại ngó lại. Không, rồi khi nào ta có hàm và thủ tục gì mới thì thầy cho mình sẽ bổ sung vào đây. Bây giờ ta quay trở lại với cái bài toán hôm nay. Bài toán hôm nay ta tính d thì bằng căn bậc 2 của y2 trừ y1 tất cả bình cộng với y2 trừ y1 tất cả bình. Để như vậy ở cái bài toán này, ta quay trở lại bài toán. Dữ liệu vào, khi đọc đề ở buổi trước thì các bạn đã phân biệt được rằng với một bài toán ta phải xác định được bài toán, bao gồm xác định input của bài toán là gì. Đấy, ở bài toán này người ta cho đây, dữ liệu vào để biết được dữ liệu đề bài cho cái gì thì nó nằm ở cái dòng này. Dữ liệu vào đề bài này cho x1, y1, y2, y2. Như vậy thì trong code chương trình mình phải xây x1, y1, y2, y2.
ở cái bài kế tiếp đề bài cho ABC, vậy thì mình xây in ABC. Ở bài kế tiếp cho x1 x2 y1 y2 x3 x1 y1 y2 y2 x3 y3, vậy thì ta xây in tương tự. Bài này thì cho AB, vậy thì ta xây in AB. Bài này là cho N, ta xây in N. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái dòng dữ liệu vào này sẽ đề bài nghĩa là sẽ cho cái gì thì nó sẽ nằm ở đây. Và cần kết quả cần tìm cái gì thì ta đưa ra, người ta hỏi khoảng cách thì đưa ra khoảng cách, hoặc là ta tìm ở trên dữ kiện đề bài bên trên người ta yêu cầu tính cái gì, và trên thực tế mình sẽ biết được phải cần tính như thế nào. Vậy thì ở bài này đề bài cho x1 y1 y2 y2 kiểu số nguyên. Đấy, như vậy thì ta nhận thấy rằng bước 1 là ta nhập x1 y1 y2 y2 là input của bài toán. Input hay còn gọi là, ở buổi trước ta còn gọi nó là dữ liệu vào, thì bây giờ ta gọi nó là input. Output là kết quả ra, là đưa ra khoảng cách giữa hai điểm AB. Ở đây nó có một cái dòng là lấy chính xác đến ba chữ số thập phân. À, ở đây có thêm một cái nữa để viết số nguyên, số kiểu ở dữ liệu, kiểu số thực. À, kiểu số thực thì ta có hai kiểu, kiểu float hoặc là kiểu double là ta hay sử dụng nhất. Thì ta sử dụng thằng fit. Này, ta có set precision. Đấy, mở ngoặc số lượng chữ số cần lấy chính xác, ví dụ như ở đây thầy lấy chính xác đến ba chữ số thập phân. Đấy, lấy chính xác đến ba chữ số thập phân của biến kiểu thực. Đấy, ví dụ như bây giờ thầy cho biến A của thầy là bằng là 1,8333. Bây giờ thầy sử dụng câu lệnh là cell fit set precision. Sau đó tên biến, sau đó thầy cell ra cái biến A chẳng hạn. Thì sau khi gặp câu lệnh cell fit set precision thì nó chỉ lấy đến chính xác đến 3 chữ số thập phân. Vậy trên màn hình nó sẽ hiện ra kết quả là 1.833. Đấy. Như vậy các bạn hình dung được số 3 ở trong này rồi đúng không? Cell fit set precision. Vậy thì với các biến nào có kiểu dữ liệu là số thực thì ta sẽ dùng như trên. Rồi bây giờ ta sẽ làm tiếp bài này. Ở đây thì sau khi xác định thằng này xong thì ta cũng phải xác định về kiểu dữ liệu cho các biến. Ở bài này thì ta có x1, y1, x2, y2. Nó theo giới hạn của đề bài. Đề bài cho nó là 10 mũ 5. Từ đấy thì các bạn sẽ nghĩ ngay rằng mình sẽ chọn cho nó kiểu dữ liệu là kiểu số. Kiểu dữ liệu của nó ta sẽ là chọn kiểu init thuộc kiểu int nhé, là kiểu số nguyên. Đấy. Rồi ta cũng nhận thấy luôn là cái thằng khoảng cách nó tính được bởi hàm căn bậc 2. Hàm căn bậc 2 thì nó sẽ trả về kiểu dữ liệu là số thực. Đấy. Vậy thì chứng tỏ rằng cái khoảng cách DAB này, cái biến DAB các em có thể đặt tên là D cũng được hoặc là DAB. Vậy thì cái biến khoảng cách D hay gọi là DAB cũng được thuộc kiểu số thực. Kiểu số thực thì ta có sử dụng kiểu float hoặc là kiểu double nhé. Kiểu số thực ở đây các bạn sử dụng kiểu float hoặc là kiểu double. Thầy vẫn thích sử dụng kiểu double hơn. Đấy. Ở trong chương trình khi chạy thì cái biến x1 không sao, nhưng biến y1 là nó biến của hệ thống, nên nó là một biến được dùng trong hệ thống, nên các bạn đặt tên biến khác cái biến y1 đi là được. Như vậy thì ta đã sẵn. Vậy thì quay trở lại với cái bài toán hôm nay. Đề bài người ta cho x1 y1 y2 y2, vậy thuật toán của bài toán bước 1 nhập x1 y1 x2 y2. Tức là sau khi free open xong người ta thực hiện công việc này. Sau đó ta tính khoảng cách DAB thì bằng căn bậc 2 của, ở đây thì ta có hàm bình phương thì nó không có, thì ta lấy x2 trừ x1 nhân với x2 trừ x1
Nó cũng có cái hàm là hàm power i2 trừ i1 nhân với i2 trừ i1. Đấy. Cái thằng này bình phương cộng với thằng này bình phương, sau đó lấy căn bậc 2 của nó. Vì cái thằng này là căn bậc 2 nên cái biến DAB của mình phải là kiểu float hoặc là kiểu double nhé. Sau đó ta đưa cái thằng DAB ra. Đấy. Chính xác. Không phải hai trong đề bài là chỉ đến xác đến 3 chữ số tập phân. Như vậy thì ta xác định bài toán một cách rõ ràng như trên, vậy thì ta hoàn toàn có thể giải quyết được bài toán này. Bài toán này ta đang làm bài toán là bài rồi với bài toán này thì thầy cho mình là bài số 1. Bạn nào làm xong bài số 1 rồi comment cho thầy xem. Số 1 hiện tại thì trên server bản mới thì thầy có Gia Bảo, có Hân, có Quân nộp bài số 1. Các bạn nào làm được bài số 1 này thì các bạn comment cho thầy số 1 nhé, hoặc là các bạn đã nộp rồi. Có lẽ thầy sẽ phải tạo thêm một cái thư mục chứa bài của KCB5. Được. À, không không cần đâu, chỉ cần các bạn là nộp trên server rồi thì trên máy của thầy sẽ có ngay mà. KCB5 của ta sẽ ta có Quân này, có Bảo này, có Hân này. Có đây rồi ta sẽ ghi năm bằng văn người ta xem code bảng bảo là nhập x1 y1 y2 y2 tính căn và tính và đưa kết quả ra. Đấy. Các bạn thấy code bảng là code rất đẹp đúng không? Bây giờ ông Hoàng Phúc ông ngồi ông bật máy ông code ngay đi. Vân Giang ý hỏi là làm ở đâu, làm code ở trên code block mà. Rồi tí nữa thầy gửi cho Hoàng Phúc cái con mắc chip MacBook M3 mới nhá. À, ôi. À Vân Giang ơi, ta gửi bài ở đây. Vân Giang ơi, ở buổi trước đã học chưa nhỉ? Thầy gửi lại cái đường link nộp bài. Các bạn nào mà chưa có tài khoản link nộp bài thì các bạn nhớ nhắn qua Zalo hoặc là nhắn trực tiếp với thầy nhé. Rồi bây giờ xin mời các bạn chia sẻ bài làm của mình. Bây giờ thầy sẽ như vậy thì ở bài toán này thì ta nhận thấy bước đầu tiên thì ta làm việc với thư thầy chờ thầy bè đặt tên ở đây thì thầy không biết tên là Vân Giang. Vân Giang là cái gì, Vân Giang gì? Nguyễn Thị Vân Giang. Rồi xin mời các bạn khác chia sẻ bài làm của mình. Bây giờ thầy xin mời Hân chia sẻ bài làm của bài. À, Hân làm xong bài số 1 rồi nhỉ? Hoàng Ân, Hoàng Huy, Khánh Việt. Rồi xin mời Việt chia sẻ bài số 1. Cái bài của chúng ta đang làm. Bài tính khoảng cách này nhé, theo mô hình của bài toán trên. Xin mời Khánh Việt chia sẻ màn hình luôn. Trong lúc đó thầy tạo tài khoản cho Vân Giang.
Vân Giang là Nguyễn Thị Vân Giang nhỉ? Việt cứ chia sẻ như thầy có tắt đâu nhỉ? À, có sao hôm nay nó lại tắt nhỉ? Bình thường thầy mặc định nó là vào cướp sóng thoải mái. Giang đăng nhập lại. Các bạn khác nào mà chưa có tài khoản thì nhớ nhắn trong nhóm Zalo để còn lại để thầy tạo tài khoản. Đây chưa ông Hoàng Ân. Đây là hội chứng ngáo Python rồi. Rồi xin mời Việt chia sẻ màn hình được rồi nhé. Không thể bắt đầu chia sẻ màn hình trong khi người khác đang chia sẻ của. Đây sau cái thằng này. Rồi bây xin mời Duy lên thêm start setting remove setting article. Biết mọi hôm nay chế độ nào Nguyễn Thái Vân Giang. Đúng là thầy đều tên là Nguyễn Thị Vân Giang. Rồi xin mời Hân và các bạn làm tiếp các bài kia nhé. Còn trong khi nhóm này vẫn đang làm ấy. Cứ các bạn Nguyễn Thái thì đẹp lên. Sau khi Vân Giang chia sẻ xong thì xin mời kế tiếp để thầy xem tiến độ được bài trên server của bà con thế nào. Nguyên đã tới bài 3 rồi, Nguyên cứ làm tiếp Nguyên nhé. Phúc Phi Ân làm lại bằng C cộng cộng. Sa Bảo cứ làm tiếp thôi. Thầy đang xem qua code của Quân. Quân code giống như code bằng Depsy hay là bằng Vision code ấy, nhìn cái kiểu em có bằng Visual Code thì... à nha. Thầy nhìn trên code trên máy đang lưu của Quân đẹp đấy. Bạn nào làm xong bài như báo thầy để thầy đấy nhé. Thì
Thì được cái bài bài phân nữa ok. Chỗ Gia Bảo sau khi code đến đâu thì em nháy chuột phải chọn format user style để code nó định dạng lại cho nó đẹp lộng lẫy lên. Cứ các bạn cứ code một lúc, thỉnh thoảng các bạn nháy format code lại, nháy chuột phải chọn format user style để đảm bảo code đẹp lộng lẫy. Gia Hân cũng đấy nhé, coi cũng Gia Hân này cái n nhân n cộng 1 nhân 2 n cộng... Rồi, ok bạn này sử dụng phần loát cho bài số 5. Cốt của Gia Hân đúng là cốt của con gái ấy đẹp. Gia Hân cũng thế nhá, cứ làm là trước khi nộp bài thì trên cốt block anh nháy chuột phải chọn format user style để định dạng lại cốt cho nó đẹp. Thầy đang xem bài của Hân. Mình xem bài của Huy. Trung Nguyên là vẫn đang có bằng Pascal nhỉ? Thì sau khi nếu không kịp đổi ngôn ngữ thì cứ dùng Pascal nguyên nhé. Thầy ơi, Ừ. mấy cái bài này mình tự nghĩ ra, mình nên tự nghĩ ra công thức hay là mình tìm trên Google đi? À, mấy bài đấy thì mình vào Google tìm là 13 công thức dãy số cần nhớ thì nó sẽ có được cái công thức đấy, mình tải cái bài đấy về. Sau đó in ra dán ngay chỗ góc học tập thì mình sẽ nhớ được 13 công thức. Còn ở trong toán cho tin thì tốt nhất ta đăng cái toán cho chuyên tin, thì thường các bạn sẽ học về cái chuyên đề quy nạp toán học thì ta sẽ chứng minh được bằng quy nạp toán học. Thì cái cách để nhớ được công thức với thầy hay dạy cho các bạn học sinh offline ấy, đó là thì tải cái tờ đề đấy về, nó có 13 hơn 13 công thức dãy số cần nhớ. Cái keyword của nó là 13 công thức dãy số cần nhớ. Các bạn lên Google gõ cái từ này thì sẽ nhìn thấy ngay cái tất cả các cái bài tập từ 1 cho đến bài tập 21 của mình. Ta tìm được công thức tổng quát của nó. Rồi sau đó ta phải chứng minh được, chỉ có cách chứng minh nó thì mới nhớ được nó. Rồi ở chỗ Việt thầy cho mình cùng sửa nhé. À, khi anh đang nói dở cái chỗ chủ đề về quy nạp toán học, đây là một trong những chủ đề rất rất cần cho toán cho tin của mình, nó là chủ đề toán cho tin. Do đó các bạn có tư duy về quy nạp toán học tốt thì các em sẽ có thể đi xa được. Có thể hôm nào đó có thời gian thì thầy sẽ dạy thêm một số các bạn chuyên đề toán cho tin các bạn để làm đến đâu ta cố đến đấy. Sau cái chữ mở ngoặc kép INP bỏ cái dấu đóng ngoặc đi. Cái dòng số 8, đấy bỏ dấu đóng ngoặc ở giữa đi. Dấu đóng ngoặc tròn ấy. Đấy, đóng ngoặc tròn. Bỏ nó đi, ở dưới thế. Ở cái dòng CAO CIN 10 thì nó là XX1. À, Y1 chứ. À, trước trước chữ C sau C phải thêm hai dấu lớn hơn nữa. C in hai dấu, cấu trúc của câu lệnh là nhập dữ liệu là C in tên biến. Nếu có nhiều biến thì cứ thêm hai dấu lớn hơn và tên biến.
À, để bình thường ấy các cái thanh nó bị mất thì các bạn cứ vào view chọn cái dòng đầu tiên, xong lại chọn cái dòng đầu tiên, vào view này chọn dòng đầu tiên, xong chọn dẫn view nhé. Đấy đấy thì nó hiện lên các cái cửa sổ nếu mà nó bị mất nhé. Rồi bây giờ em close hai cái file untitled kia để tạo close, xong chọn no. Các bạn khác các em tiếp tục làm bài nhé. Đây là không cần phải chờ đợi, làm hết bài nhắn thầy để thầy gửi tiếp bài. À, trong cái dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này, nếu các bạn không đi du lịch ở đâu thì ta vẫn học bình thường nhé. Thầy mấy ngày đấy thầy cũng ở nhà không đi đâu cả. Đợt này chưa không có kế hoạch đi đâu. Thực tế cũng không biết đi đâu bây giờ. Hôm trước thầy vừa mới đi chơi về. Nên tranh thủ mấy ngày đấy mình cũng học được thêm mấy hôm. Còn các bạn nào đi học bận đi du lịch thì ta sẽ về học bù sau. Học Phúc ơi, đợt này thầy đang dành cái thời gian để cho các bạn học cái lớp C cộng cộng, để cho các bạn học tăng tốc để kịp thi. Một số bạn thì kịp thi cái kỳ thi tin học trẻ sang sang tháng, và một số bạn thì để chuẩn bị để cho cái chương trình thi vào lớp chứng lớp 10 chuyên tin của các tỉnh. Nên ta học cái đợt này nó học khá cấp tốc, và cái nội dung thầy đẩy tiến độ khác ấy, khá nhanh. Cái biến S vì căn bậc 2 nó là trả kiểu về dữ liệu số thực, sau đó biến S ở bên trên ở dòng số 4 em khai báo nó là kiểu float hoặc là double nhé. Cái dòng số 2 à dòng số 4 ấy, thay chữ long long bằng chữ double hoặc là chữ float, chữ float đấy. Các buổi thời điểm danh ở trong nhóm để Vân Giang có hỏi bảo trong trong cái trang web có trang web đấy nó chỉ có mỗi chức năng đầu bài và chấm bài của mình thôi. Trong nhóm Zalo thì đã gửi cái đường link hướng dẫn nộp bài, hướng dẫn tạo project để thầy gửi lại. Thì trên đó có thao tác hướng dẫn nộp bài Vân Giang nhé, thì nếu Vân Giang chia sẻ màn hình một cách này. Em phải đặt tên là biến I1 chứ, I1 I1 ấy, bởi vì cái biến I1 nó đã dùng vào việc khác rồi. Ở trên hệ thống cái biến I1 nó sử dụng vào việc khác, nên khi các bạn đặt tên biến tránh, đặt tên biến là I1. Nên khi mình mới thêm một cho nó một chữ y nữa là thế. Thôi. Rồi chạy thử xem sao. Lại chương trình chưa? Khi chạy chương trình ta nút bi rồi em ra chạy chương trình, em chạy lại em đóng cái file out lại đi, đóng lại cái file cả cái file untitled ở bên trên, untitled 4 đóng lại cái, những cái thứ đấy không phải bài nào của mình, rồi chọn đâu rồi ấn về. Rồi em chạy chạy lại chương trình nào, ấn bi rồi em run hoặc là ấn phím F9 trên bàn phím. Rồi ok. Khi đó hiện ra cửa sổ thì chọn nhiết để ghi đề nó vào.
Ủa, sao nó vẫn ra là số thực à? Số... Rồi quay lại cốt chương trình nhỉ? À, em chưa sử dụng cái keyword là sell fit set precision ở chỗ phần sell ấy. Đấy, đã ấn enter tụt xuống. Sell fit set precision. Ở trong ảnh thầy đã gửi ở trong nhóm. Đối với các biến kiểu số thực khi viết ra cần có quy cách ở trong đề bài, cái trong mục kết quả ghi ra tệp, ví dụ như bài 1.out viết kết quả của bài toán lấy độ chính xác là 5 chữ số thập phân hoặc là 3 chữ số thập phân thì các em nhớ thêm cái từ fit set precision. Ngoài ra vẫn có cách chữ C là chữ C nhé, CI. Đấy. Rồi. Chấm phẩy. Rồi chạy luôn. Ngoài ra ta vẫn có thể sử dụng câu lệnh printf để viết kiểu dữ liệu số thực ra cũng được. Được rồi, xin cảm ơn Việt. Việt hãy từ Việt thầy chia sẻ màn hình thao tác nộp bài để bạn Vân Giang bạn cũng có thể quan sát lại. Thao tác nộp bài. Sau khi đầu tiên thì ta sẽ Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A để chọn toàn bộ, rồi ấn vào nút chấm bài. Sau khi ấn nút chấm bài thì ở trên này sẽ gõ tên của bài. Ở phía dưới ta ghi đề code của mình lên, sau đó ấn nút vào Submit là để chấm bài. Khi ấn nộp chấm bài thành công thì chờ một lúc thì trên nhật ký nộp bài này, nó sẽ báo điểm của mình. Có thể tại một thời điểm nhiều bạn nộp bài nên chờ hơi lâu một tí. Nhiều khi nộp bài xong quay sang ngồi làm bài khác thì làm xong bài khác mới thấy được kết quả khi chấm bài đấy. Như vậy bài 1.cpp nó ra đã được 10 điểm rồi. Rồi xin chúc mừng Khánh Việt. Rồi bây giờ xin mời bạn nào xung phong chia sẻ sao. Bài 3 em nhập cốp ra kết quả mà em bị không điểm nào. Rồi xin mời ra vừa ra bạn ra bảo nhỉ, ra bảo chia sẻ màn hình nhé. Không chia sẻ được này. Rồi bây giờ em chia sẻ được rồi, bạn sửa tốt xe rồi. Tại sao lại nó không cho chia sẻ? Ô thôi. À được rồi. À khoan nhá, bài 3 chấm in là nhập x1 đi nha, nhà đi bài 3 để x2 chữ 1 lực căn bậc 2 của thằng này. Ôi cô đẹp quá. Rồi CL DAB DAC. À bây giờ em mở đề bài ra. Em mở cái ảnh đề bài ra. Em chia sẻ màn hình nhé, bởi vì mẹ đang chia sẻ có mỗi cái code thôi. Ở trong cái phần đề bài thôi để thầy chia sẻ với thầy nhé. Ở trong phần đề bài thì em đang tính khoảng cách giữa các tổng khoảng cách giữa các điểm nhỉ, độ dài đoạn thẳng. Đây, khi em sell thì em mới sell được ra mỗi giá trị nhưng mà em đang bị thiếu mất cái biểu thức này. Đấy. Vậy thì em sell hai dấu mở ngoặc kép. Thêm nữa hai dấu mở ngoặc kép, mở ngoặc kép này các bạn ghi D gạch chân AB NOA cách bằng cách mở ngoặc kép đấy. Ta thêm cái đó vào trước các lần lượt các cái biến nhé, DAB, DAC, DBC và DAC nhé. Rồi xin mời các bạn, rồi xin mời Vân Giang chia sẻ bài làm của mình. Hân đang làm bài nào ấy? À, hắn đang làm bài 10 này, tiến độ giao thông. lạ nhỉ. Thì không có cái chức năng kia, nó là chức năng nào thôi. Xin mời Vân Giang chia sẻ lại màn hình. À, khoan nhá, em từ từ em click vào trước bài một lúa ở trong lịch sử chấm ấy.
ở phía dưới cái chỗ màu xanh xanh ấy, em click chuột vào đấy thì nó sẽ hiện ra cửa sổ. Thì hình như em chưa chia sẻ sao mà không nhìn thấy cửa sổ nó hiện lên. À, phía đây khi nào mà kết quả trả về kiểu dữ liệu số thực thì sử dụng kiểu ở float. Rồi em click vào chữ bài một luôn nào. Rồi em click vào chữ bài một lúa. Rồi nó báo là không thấy file kết quả thì chứng tỏ là do mình đặt sai tên file. Rồi em đóng cái cửa sổ này lại. Rồi em ấn vào nút chấm bài. Không, ấn vào nút chấm bài. Rồi lăn chuột xuống dưới. Lăn chuột xuống dưới. Đấy, cái bài một lúa của mình nó ở dưới. Em click chuột ở chữ bài ở dưới kia, dưới cùng bên trái. Ở dưới bên trái. Dưới nữa. Đây, đây, đây. Đúng rồi. Đấy, như vậy thì em chưa free open. À, câu lệnh free open là câu lệnh làm việc với tệp. À, ở chỗ này ở chỗ này thì Vân Giang sẽ cần phải xem lại cái chỗ như thế nào nhỉ. Rồi bây giờ em nháy chuột phải trong format user style đi. Nhấn chuột phải, chọn format. Cái dòng thứ tư từ dưới lên ấy, các bạn khác lưu ý nhé, cứ code cho thỉnh thoảng các bạn nháy chuột phải vào đấy thì nó định dạng code rồi. Bây giờ ở cái dòng số 6, em ấn enter tụt xuống. Rồi sau khi em ấn enter tụt xuống xong rồi thì em sẽ thực hiện sang screen chọn con đường gọi xa. À đây rồi, thầy xin cảm ơn anh Tùng đã nhắn này, thầy đã bật được rồi. Quê quá. Được rồi Phúc, chờ một tí. Vừa thầy vừa gửi ở trong chỗ cửa sổ chat. Vân Giang ngó lại cái câu lệnh free open đấy, em gõ trong cửa sổ chat của Zoom ấy. Rồi sau đó em sang code blog, em code lại ở cái phần này. Trong lúc thầy đang hướng dẫn các bạn phần cơ bản này, các bạn khác nào đã làm được các bài này thì các em chuyển tiếp bài khác nhé. Ở trong dòng số 5 mà nên enter tụt xuống. Rồi xin mời Vân Giang nào, bắt đầu từ dòng 5, em enter tụt xuống được chưa? Dòng 5 à? Dòng 5 là dòng trên. Rồi em enter tụt xuống. Rồi em gọi chữ free open đi. Bởi vì ta chữ free nó có một chữ e đấy nhé. Đấy, làm việc với tệp như ở trong tin nhắn thầy đã gửi trong tin nhắn của Zoom ấy. Em bật cửa sổ chat lên nhìn thấy. Free open mở ngoặc kép tên tệp. Có để thầy gửi qua cửa sổ Zalo để đơn giản làm được luôn. Của cái ông Hoàng Văn Đông cốt xin cục cộng trên cái background gì mà trông ông lạ. À, em thêm free open vào nhé, ấn nhé. À.
Rồi ở cuối chương trình chỗ dòng số 10 em thêm chữ return không à? Rồi bên em nhấn chuột phải chọn format user user type nhé. Control Z. Ấn Control vào Z để undo lại. Ấn tổ hợp phím Control Z hoặc là vào Edit chọn undo. Bây giờ em ấn tổ hợp phím Control và phím Z nhé. Rồi bây giờ em chạy lại chương trình, em vào view chọn dòng đầu tiên và thể view nhé. Chọn dòng trên cùng. Rồi bây giờ em vào view, à hiện tại thì em đang làm bị sai mất một cái thao tác, đó là em đang làm việc trên một file .cpp. Đây không phải chưa phải là cái cách thầy trò mình làm. Em copy toàn bộ code này đi. Rồi bây giờ em vào file, chọn new, chọn project. New và chữ new. Chọn project. Rồi còn chữ console application cái bên trên ấy. Console cái biểu tượng thứ năm từ phải sang, à, từ trái sang phải. Biểu tượng thứ năm đấy, cái console application là nút go. Nhớ go một lần, không được go go hai lần là nguy hiểm. Rồi cứ ấn đây đi, đây kia. Rồi ở đây em có bài này tên nó tên project phải phản ánh đúng tên bài. Vậy đây chỗ này em đặt tên là bài một lúa. Rồi ở folder, khoan từ từ, ở chỗ dấu ba chấm em click vào dấu ba chấm bên tay phải. Đấy, có dấu ba chấm đấy ở cuối dòng ấy. Đấy em chọn nó sang ổ D để chọn lấy một cái nơi ở trong ổ D trong máy tính của mình để lưu trữ code phải làm, kéo xuống dưới rồi sang ổ D rồi tạo ra một cái thư mục mới, new một cái folder mới kia, có chữ new dưới dưới cùng không, cái bên bên kia ở, xuống đây đi chữ new mà. Với dưới chưa ghi vào asset to ấy. Xuống dưới đưa đi. Cái dòng thứ hai từ dưới lên. Quay lại đi. Đó, bên này nó không ở trong đấy. Dòng thứ hai từ dưới lên mà, xuống dưới tiếp. Xuống nữa đi, xuống dưới cùng. Đấy, lên trên. Đúng rồi, và đấy. Rồi chọn folder, cái trên cùng ấy. Rồi đặt tên một cái thư mục tự do mình tự đặt đi. Tên không dấu nhá. Tên tiếng Việt không dấu. Rồi. Ấn Enter vào, ấn Select Folder. Rồi Select Folder tiếp. Rồi ấn nút Next. Từ giờ tất cả các bài làm của mình sẽ rồi Next tiếp đi. Rồi, Finish luôn. Rồi em vào View, chọn Manager. Manager. Vào view chọn menu rồi đấy. Rồi bên tay trái ấn vào nút xuống phía dưới, nhấn đúp vào đấy rồi ấn ấn vào main, ấn vào xuống xuống dưới nhấn đúp vào main. Rồi em sẽ Ctrl A xong rồi em paste đè cái code của mình sang đây. Rồi bây giờ em ấn nút lưu và chạy chương trình, ấn nút stop đi. Ở trên cửa sổ nó có nút stop hình chữ X màu đỏ chỗ cạnh nút run ấy. Đấy em stop rồi, ok. Nhớ rằng khi chạy chương trình các bạn chạy xong các em close nó chứ không thu nhỏ. Rồi bây giờ để chạy chương trình rồi nó đã ok. Khoan đã, đi đâu mà vội thế, quay trở lại đã nàng ơi. Nào đóng cái cửa sổ kia lại, đóng cái cửa sổ màu đen lại, cái bên phải cùng ấy, cái bên phải nữa, cái cửa sổ comment cái bên phải cái nữa 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 nữa. Đấy, đóng nó lại. Bất cứ cái cửa sổ đen nào nó chạy xong phải close đấy. Bây giờ em vào ấn vào nút New File, nút hình cái file mà có dấu cộng bên tay trái, dưới xuống dưới. Đấy, ấn vào nút đấy.
rồi chọn Spotify, rồi chọn Yes. Đây là ta đang thực hiện thao tác thêm dữ liệu file in. Em gõ chữ bài 1, à quên, bài 1 lúa chấm .inp p chữ input ấy. Rồi ở dòng dừa Save As Type và em click vào mũi tên đổ xuống chọn All File, kéo xuống dưới cùng rồi chọn All File, rồi ấn nút Save để lưu, ấn OK. Rồi trên cửa sổ bây giờ nó là đang giao diện để nhập dữ liệu đều vào đầu bài. Ở trong tờ đề bài người ta có là có 4 thửa ruộng và mỗi thửa ruộng là có sản lượng là 245, vậy em điền số 4 và 245 vào ở dòng 1 nhé, không ở bên kia chứ, ở trong bài 1 lúa.inp đấy. Sao lại paste code vào đây làm gì, xóa hết đi, em ghi số 4, em đóng nó lại nào, số 4 cách 245, gõ trực tiếp vào đấy, em gõ số 4 vào đấy. Sao không có được, đập cho em một phát bây giờ đó, sao trên bàn phím của em đâu rồi 245, rồi ấn nút chạy chương trình, ấn nút lưu bài trước khi chạy chương trình nhé, rồi ấn đóng nó lại, nhớ cờ lâu nó lại luôn nhá. Rồi bây giờ hoặc là các em ấn enter một phát là nó cũng đóng lại luôn. Rồi bây giờ bên chữ bài 1 lúa bên tay trái, bên chỗ project của mình ấy, bên bên trái bên kia, bên cái chỗ khi nãy mà mình nhấn vào nút xuống ấy, ở dưới dưới cùng, không không phải trên menu, bên tay trái mà góc 9 giờ ấy, xuống dưới cái chữ kia, chữ bài đấy, chữ bài 1 lúa màu đen đấy, em nháy chuột phải vào chữ bài 1 lúa, chuột phải, chuột phải chọn add file cái dòng thứ ba, rồi rồi chọn chữ bài 1 lúa chấm ao, đã nhìn thấy nó chưa, nó ở cái dòng thứ hai từ dưới lên, cứ nhìn cái thằng nào có đuôi ao thì sẽ chắc chắn là nó. Rồi nút open, trong lúc thầy đang hướng dẫn bạn, các bạn khác các bạn tiếp tục làm bài nhé, hết bài nhớ nhắn cho thầy. Rồi bây giờ bên tay trái em nháy vào chữ bài 1 lúa đi, mở nó ra, nháy đúc vào, rồi ấn vào trong thẻ AR, các file định dạng không phải CPP thì nó sẽ nằm ở trong thẻ AR cái dưới đấy, em kéo rộng cái cửa sổ này ra cho nó dễ nhìn, đóng cái cửa sổ này lại, kéo kéo rộng cái cửa sổ đấy ra, đưa chảo chuột đến cái đường phân cách, chảo chuột bên này mũi tên hai hai chiều, giữ chuột trái kéo nhẹ, rồi em nháy vào bài 1 lúa chấm ao, chọn dòng dưới cùng, đập cho một phát bây giờ đóng cái cửa sổ này lại, nháy đuốc vào nó, chọn dòng dưới cùng, rồi đã nhìn thấy được 980 chưa, như vậy nó đã giống ở trong test đề bài chưa, nếu giống rồi bây giờ ta thử bộ test khác. Rồi em, rồi bây giờ em nhảy sang cái bài 1 lúa.inp chưa, em khi các bạn khác lưu ý khi chạy xong được một test đề bài đó chỉ mới là test đề bài thôi, hãy cố gắng nghĩ ra các test khác, rồi em xóa hai cái số đấy đi, em điền số khác vào, sang file in nhá, xóa xóa nó đi, điền số khác vào và xem nó chạy ra kết quả bằng bao nhiêu. Rồi bây giờ ấn nút chạy chương trình, chọn nhiếp, khi chạy lại chương trình nào, khi chạy chương trình nó bảo rằng bạn đã sinh ra file out mới, bạn muốn ghi đề lên file out cũ hay không thì mình phải chọn nhiếp nhé, chạy lại đi, rồi đóng cái cửa sổ này lại, rồi chọn nhiếp, rồi mở file out của mình ra, file out của mình ở trên tab kia nó có sẵn luôn rồi. Đấy, nó ra như vậy 4 nhân 25 bằng 100. Ừ, sau đó gật gật đúng rồi. À, với các biểu thức khác ta nên lên máy Casio cầm tay bấm để đưa ra xem biểu thức đã đúng hay sai nhé. Rồi bây giờ em quay sang như vậy ta thấy rằng test này có vẻ ngon rồi, khả năng đúng khá cao. Nháy chuột phải, chọn format user style từ từ. Để nháy chuột phải giữa màn hình ấy. Chọn dòng format giữa thứ tư từ dưới lên. Các bạn khác cũng thế nhé, trước khi đổi bài nhớ format lại code, bởi vì bài làm của các em lưu trên máy của thầy
Nếu mà lưu cốt xấu quá, anh 500 anh em nó nhìn thấy nó cười chết. Nhớ nhá. À, rồi bây giờ copy code để nộp bài đi. Ctrl A, Ctrl C. Rồi sang trình chấm. Ctrl A, Ctrl V. Đúng rồi. Ấn nút chấm bài. Toàn bộ thao tác thầy đang hướng dẫn em. Vân Giang thì thầy đã biên tập thành một video tên là hướng dẫn tạo project. Thầy vừa gửi lại đường link ở trong nhóm Zalo. Các bạn nào chưa rõ thao tác thì các em xem lại thao tác này nhé. Rồi, ok. Xin cảm ơn Vân Giang. Rồi, xin mời các bạn khác hãy chia sẻ màn hình. Bạn nào gặp khó khăn gì xin mời các em. Em có nhắn thầy xin một test cái bài em làm bị sai, em xin. À, cái bài mà DAB, DAC, DBC á, Quân. Dạ, đúng rồi. Với cái bài em mới gửi nữa. Bài 6. Bài 6, test 3, ok. Quân thử với n bằng 1.000 nhé, xem nó ra bao nhiêu. À, như vậy là nó bị tràn kiểu dữ liệu. Quân xem kết quả ra có đúng không? Là cái số giống Em khai báo nó là kiểu long long đi nhé. Gia bảo em chia sẻ lại màn hình bài của em đang gặp vấn đề gì nào. Chỗ Khánh Việt hỏi diện tích của tam giác thì làm như thế nào? Thì em đang áp dụng công thức Hê-rông nhé. Để tính diện tích tam giác khi biết độ dài các cạnh. Đúng rồi, project nhỉ. Rồi ở ngay cái chỗ dòng số 13 ấy thì em sau chỗ DAB em cách dấu cách ở ngay trước dấu bằng ra. Trước dấu bằng và sau dấu bằng nó có dấu cách nhé. Cái bài này nó hơi lừa một tí, nhìn trên thì có vẻ như không có dấu bằng dấu cách. Rồi bây giờ em nộp lại bài là được nhé. Nhiều khi nghĩ buồn quá. Code của Gia Bảo rất tốt đấy. Rồi xin mời Hoàng Phúc chia sẻ bài làm của mình. Có bao giờ do ăn ở không ta? Bài 1 BT1. À, cái chỗ dòng 12 em bị sai. Ở dòng 12 phải là cộng C chứ, B bình cộng C chứ, sao B bình chia C. Đó là dấu cộng mà. Nên khi khi chạy trường bài làm thì các em nghe, hãy lưu ý chạy đủ ít nhất là khoảng 5 test đúng thì khi đó mình mới nộp bài lên hệ thống nhé. Ông Hoàng Phúc có con chuột trong cute quá. Phúc em ở dòng 18 và dòng 8 dòng 9 em ẩn đi, em cứ làm không cần làm việc với tệp cũng được. Vân Giang lại sắc muối vào trái Hoàng Phúc rồi.
Ồ, đẹp thế. Thôi ông nộp bài nhanh cho thầy cái nào suốt ngày này, một tí là ông lại cho một rổ trò chuột, rồi tí nữa thầy di chuyển trò chuột thành con mèo cute mới được. Ngã mạng à, Vân Giang là lạc đà liều thật. Bỏ cái song song đi nhá, khi nộp bài lên hệ thống thì nhớ bỏ song song đi. Nút OK để nó quay lại. Cái nút OK là từ nó quay lại trình chấm ăn. Thế dám mở Vân Giang là lạc đà quá chi là liều. Hân có gặp khó khăn gì không em? Có bạn nào gặp khó khăn gì? À, rồi OK rồi, về rồi xin mời Nguyên chia sẻ nào. Thì xem có một tàu cái illusion nào mới mới. Bài số 9 này. À, đúng kết quả là lý do là nó bị sai số n nhân bài này nó sẽ bằng n bình nhân n. Nó sao bài số 9 lại ra n bình nhỉ? Để thì kiểm tra lại bài này. Là bài gì? Tổng vi thừa thì nó sẽ bằng n bình nhân n cộng 1 bình. Tôi chia sẻ lại code nào để nhìn lại bạn. N bình nhân n cộng 1 bình nhân 2n bình cộng 2n trừ 1. Rồi. Chia áo S ra. Công thức thì đúng rồi. Là cái chỗ 1 chia 12 em bỏ số 1 chia đi. Kéo số 12 đến cuối biểu thức. Xóa luôn dấu chia luôn. Đấy xóa 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 hết thằng đấy đi. Đã cắt nhân định. Bỏ luôn dấu nhân. Rồi cuối biểu thức em đặt đặt nó xuống cuối em ghi chữ chia 12. Để chấm phẩy rồi chạy thử xem lại xem sao. Thường thường là nó bị lỗi này là nó hay bị tràn kiểu dữ liệu thôi. Thầy ơi, No. em vẫn bị ăn không điểm thầy ạ. À, cái bài này là bộ test nó hơi to bởi vì cái bộ test này trước thì tạo ra nó bởi Python nên nó bị tràn. Rồi OK. Rồi nguyên của Nguyên như thế được rồi nhé. Khi thấy có bạn nào giơ tay báo cần hỗ trợ đấy nhỉ? Rồi xin mời Ân nào. Cái đang đánh răng này. Cô đang làm việc. À, chỗ này ở cái chỗ kia để em sử dụng giống ngoặc kép nhé. Ôi giời ơi, ông Khánh Việt ơi, mở ngay ở trong nhóm Zalo thầy đã gửi cái bảng khi nãy ấy. Thầy vừa nói xong cái chỗ căn bậc 2.
đấy thì vừa gửi trong nhóm Zalo đây có ảnh căn bậc 2 của biểu thức. Đây. Đây, đâu nhỉ? Cái biểu thức khi đây thầy vừa gửi đây có căn bậc 2 là hàm căn bậc hàm SQRT đấy. SQRT của x sẽ trả về là căn bậc 2 của biểu của x. Đấy. Trả về kiểu dữ liệu là số thực nhé. Okay. À, rồi có bạn nào cần hỗ trợ tiếp không nhỉ? Để thầy cho mình tiếp tục sang bài kế tiếp nhé. Được rồi. Như vậy thì tới thời điểm này thì trên bảng các bạn xem tiến độ nộp bài của mọi người rất tốt. Thì có Quân, có Huy, có Hân đang ở trên top trên chạy rất nhanh. Sau đó đến Nguyên Bảo. Rồi sau đó Tô Giang rồi. Chơi Phúc chấm thế nào sao èo thế em? Phúc chấm báo kết quả khác đáp án thì nộp lại nhé. Thầy ơi, thầy thầy xem cho em vài năm đúng không? Quân chia sẻ màn hình đi. Ở bài năm hiện tại là đạt được 7 điểm thì chứng tỏ rằng là bài năm này khả năng là test khá to. Bởi vì tất cả mọi người được à đâu có Huy được 9 điểm này. Em chia sẻ màn hình đi. Được rồi thầy. Quân chia sẻ lại màn hình nhé, xem màn hình nhé. Em xem màn hình để mọi người vừa chưa cho Quân cũng vừa chưa cho mọi người luôn mà. Để em đang xe đó thầy. Ủa, đâu để thầy sửa. Để Rồi bây giờ bên thầy nó mới hiện lên. À, cái chỗ này là do khi mà mình tính toán ấy, cái thằng S của mình đang là bài này là nó đang là n nhân n cộng 1 chia 2 đúng không? Do đó thì vì n và n cộng 1 là hai số đứng cạnh nhau nên chắc chắn nó sẽ chia hết cho 2. Do đó mình không cần phải ép nó sang kiểu float. Do đó em bỏ cái chữ float đấy đứng trước đi, nó không có ý nghĩa. Rồi nó sẽ bằng a nhân a cộng 1 chia 2. Dừng một tí. À, cái chữ mở ngoặc và đóng ngoặc của tử số ở đây thì em sẽ được phép bỏ để thế cũng được, hoặc là bây giờ em sau chữ a ở đấy, đấy đúng là trước trước dấu ngoặc. Ở đấy bây giờ em lấy đứng trước em ghi trên cho thầy chữ 1LL ở phía trước ở chỗ S ấy. Đấy ở đấy bằng ghi chữ 1LL đấy đúng rồi chỗ đấy. Ghi chữ 1 chữ 2 chữ L. Rồi nhân. Đấy thì do A đang là kiểu INT nên A nhân A cộng 1 nó là thuộc kiểu INT. Vậy thì ta sẽ là ta chuyển sang bài kế tiếp là bài làm xong rồi thì chuyển tiếp với Vân Giang nhé. Rồi bây giờ em chạy vào đầu thử lại xem sao. Rồi nộp lại trên hệ thống chấm nhé. Cái chỗ 1LL kia gọi là ép nó sang kiểu ép sang kiểu long long. Đây Ép để sang em luôn tâm lại sao? đây không em em hiểu Nên cái chữ mơ tức là thằng biến A của mình đang là kiểu INT, thằng A cộng 1 cũng là INT thì hai biến kiểu INT khi nhân với nhau thì nó sẽ sử dụng không gian bộ nhớ INT để nó lưu trữ. Nên khi gặp một cái số mà có giá trị lớn ấy thì hai thằng INT nhân với nhau nó thành một số to ấy, thì nó lưu trong không gian INT là nó sẽ bị èo luôn. Nó trả ra một cái số nguyên nhưng bị sai số. Do đó ta ép nó sang kiểu dữ liệu là long long bằng cái chữ nhân 1LL, đó là mỗi số 1 ở kiểu dữ liệu long long. Rồi Phúc chia sẻ lại màn hình nào. Phúc đã đang gặp khó khăn chỗ nào? À, để chuyển bài em vào file chọn Close Project, sau đó em New Project mới nhé. Phúc có cần chia sẻ màn hình không?
Rồi Phúc đang bài một BT1 thì ta có nhập ABC, ta có S bằng A bình cộng B bình cộng C bình nhân với A cộng B cộng C. P thì bằng A cộng B, A bình cộng B nhân chia cho B bình cộng C. Sau đó C outfit set precision, C out S ra, C out P ra. Ừ, thầy thấy đúng mà nhỉ? Để thầy xem lại định dạng của đề bài thằng này như thế nào. Bài một BT1. Cái ông này đập cho ông một phát là đây là bài một BT2 mà đặt sai tên file rồi. Bài này là bài một BT2 ông nhá. Bài toán có phép toán chia nhầm đề rồi. Sửa lại thế là bài một BT2, chả trách chấm đi chấm lại. Cứ bây giờ thì Vân Giang biết cần phải gọi Hoàng Phúc là gì rồi đúng không em? Rồi, bây giờ thầy trò mình sẽ bài 1 BT2 Hoàng Phúc nha. Rồi, vừa rồi Vân Giang thì em vào file chọn Close Project, sau đó lại New Project mới, lặp lại thao tác như khi nãy. Vừa rồi thầy trò mình đã quay xong được cái bài toán tính khoảng cách và bây giờ ta sang bài kế tiếp, bài tính chu vi và diện tích, bài số 6. Lưu ý tất cả các bài này thầy đã gửi đề ở trong nhóm Zalo. Các bạn nào chưa trong nhóm Zalo thì nhớ vào nhé. Chờ đợi một tí. Đúng, vậy nào. Ừ, thì chết rồi, thầy quên chưa gia hạn thời gian, không biết nó không gia hạn thời gian mình quên mất đi. Vân Giang hãy xem lại cái video thầy đã gửi ở trong nhóm. Thầy biết 500 anh em kiểu gì cũng quên. Thôi. Rồi, tí nữa hệ thống bay thì các bạn cũng sẽ nghỉ và sau đó rồi ok. Hơn thế một mấy cái bài sau điểm nó thấp mà. Rồi, với cái bài kế tiếp bài số 6 tính chu vi và diện tích của tam giác thì các bạn nhớ rằng là đề bài cho ABC và yêu cầu tính chu vi và diện tích tam giác theo công thức Hero nhé. Thì chắc còn mà 2 3 phút nữa hệ thống nó sẽ thoát thì hôm nay thầy trò mình sẽ nghỉ ở đây. Các em làm xong bài nhớ nhắn trong nhóm Zalo để thầy gửi thêm bài. Ở buổi tới thì các bạn nào chưa hoàn thành xong từ bài 1 đến bài 20 thì các em sẽ phải hoàn thành xong nhé, trước buổi học kế tiếp đến hết bài 20 21 nhé. Các bài này có keyword là tìm 13 công thức dãy số cần nhớ để các em sẽ tìm được công thức tổng quát của nó. Sau đó thì ta sẽ chuyển sang phần cấu trúc dãy nhánh. Tiến độ rất nhanh nên các em hãy dành thời gian cốt thật nhiều nhé. Có khoảng hơn chục bài thôi, các em sẽ làm có thể một buổi sáng hay một buổi chiều là xong. Rồi hôm nay ta đang ở cái công thức Hero thì thầy cũng sẽ giới thiệu các bạn là tính công thức Hero nhé. Công thức Hero được tính bằng cái chu vi thì nửa chu vi và tính F bằng căn bậc 2 của P nhân P trừ 2 nhân P trừ B nhân P trừ C. Khi tính P thì các bạn nhớ F từ số thành kiểu số thực nhé, bởi vì bằng cách nhân nó với 1.0 và lấy A cộng B cộng C. Để tính được bước 1 nhập ABC, bước 2 các bạn tính nửa chu vi và tính diện tích tam giác theo công thức Hero và cuối cùng ta đưa chu vi là bằng 2 nhân P và diện tích là S ra. Hãy lưu ý ta sử dụng kiểu số thực nhé. Đó là đối với bài số 6 này, các bạn hãy dành thời gian để cài đặt luôn bài này. Và ta nhớ công thức Hero nhé, sau này trong phần lập trình ta rất hay sử dụng đến nó. Đề bài cho ABC, ta nhập ABC tính nhé. Ấn sao lại èo thế này?